chào anh em nhé. Sau những ngày chờ đợi thì hôm nay chính thức phụ kiện rắc mới được về để gia công rắc cho anh em, dây rắc cho anh em, và đặc biệt là dây rắc live cho anh em nói chim đây. Thì hôm nay chính thức là đã về rồi, có một vài đơn hàng của anh em còn không nhỡ thì hôm nay em sẽ gửi cho anh em nhé. Đây, rắc được mạ vàng nhé. Rồi thì hôm nay em sẽ gửi. Ngoài ra thì còn đây, còn rất nhiều những cái pin sạc. Đấy, sạc pin này, bên em đang có test một vài những cái sản phẩm pin và bộ sạc để cho anh em sát cho những bộ mic không dây thì rất tuyệt vời. Em sẽ test xem là hiện tại là chất lượng pin này là như thế nào. Đấy, đây anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ em nhé. Này thì được cái hộp đóng gói rất là cẩn thận, nhưng còn chất lượng thì bây giờ em kiểm tra. Đó. Rồi. Đấy. Còn ở đây là cái côn mic để anh em nâng cấp cho những cái mic không dây cũ bãi đã kém chất lượng, đã xuống cấp, hoặc là những cái mic dây chất lượng nó đã bị kém đi, thì đây là cái côn mic để anh em có thể nâng cấp chất âm. Thì sẽ có một cái video test về chất âm của cái côn mic này, bản thân nó sẽ có được chất âm như thế nào thì em sẽ test. Rồi, nhập hàng chính hãng của HBOD luôn. Đây, chính hãng của HBOD. Anh em cùng xem chất lượng nó sẽ như thế nào. Rồi, đây, đó, chính hãng HBOD. Côn này thì chắc hẳn sẽ cho được cái tiếng chất lượng đây. Côn này nó giống như cái côn của cái mic của DBA Cautic với model là 550 Plus Abro, gần giống. Thì em sẽ có cái video test để xem, chúng ta test xem là cái chất lượng âm thanh nó sẽ như thế nào. Họ đóng gói rất là cẩn thận đây. Rồi, em chào mọi người nhá. Giờ em sẽ phải đóng hàng để gửi đi cho anh em, hoàn thành những cái đơn hàng đang bị chậm của anh em.